Và đây, nó đã hết 1 phút rồi và nó sẽ tự động nó tắt. Rồi, đúng chính xác. Đúng chính xác về cái thông tin của hàng giờ luôn ha. Mình là Điềm đến từ Famit. Thì hôm nay Điềm xin giới thiệu mọi người một bộ sản phẩm điều khiển trang trại thông minh thông qua điện thoại và có thể làm trực tiếp tất cả bật tắt thiết bị trực tiếp dựa trên cái smartphone của mình ha. Mình sẽ giới thiệu mọi người là bật tắt thực tế dựa trên cái máy bơm nước ở ngoài trước cửa sản phẩm ha. Rồi, mình cùng ra đây xem nha. Đây là hai bộ sản phẩm, là bên đây là 140 nè, máy bơm 140 và đây là 168 nè. Và mình sẽ điều khiển tắt mở. Mình sẽ ký hiệu là BO168 cho cái máy bơm 168 này và BO140 cho cái máy bơm 140 kia. Và mình sẽ bật tắt của 168 ha. Và tất tần tật thông tin này sẽ được bật tắt thông qua bằng mạng hết trơn nha mọi người. Bằng mạng hết á. Rồi hiện tại là nó đang bật tắt thì mình sẽ nhấn để tắt nè. Đây, và nó trực tiếp nó đang tắt ha. Rồi nó đang chế độ tắt, mình sẽ bật lại cho mọi người xem ha. Đấy, và cái bật tắt này mình cũng sẽ cho theo, mình cũng sẽ lên lịch cho nó được theo ngày. Lấy ví dụ như chúng ta sẽ có ở đây chúng ta sẽ có là tắt thời gian mở là bao nhiêu, mình sẽ cho chạy 1 phút ha. Đó. Rồi thời gian nghỉ của nó là bao nhiêu, mình sẽ cho nghỉ là 30 phút. Rồi mình sẽ cho bắt đầu từ bây giờ cho tới 12 giờ đêm thì nó sẽ lặp đi lặp lại là 27 lần. Nó sẽ tính sẵn ra bao nhiêu chu kỳ cho mình luôn. Và mình chỉ cần xác nhận lại là mình đã lên lịch cho trực tiếp cho cái màu bơm này. Và nó đang chạy, đây nó đang chạy là 1 phút nè. Khi mà hết 1 phút này chắc chắn nó sẽ tắt cái phần này. Đó. Và tương tự chúng ta cũng sẽ điều khiển được cho cái BO 140 luôn. Hai thiết bị này mình điều khiển toàn bộ bằng mạng hết á. Và mọi người có thể chi sức nguồn gốc là hôm nay bộ bơm này nó đã bơm lưu lượng bao nhiêu và kết cấu của nó bao nhiêu, và rất là tiện lợi ha, có thể biết được là mình quản lý được cái thiết bị đó nó chạy đúng công suất hay không và có đúng theo mong muốn của mình không. Và cái bộ hẹn giờ này, nó cái bộ điều khiển này nó đang là giúp ích rất nhiều cho mọi người. Và mọi người cần thêm thông tin thì cứ liên hệ bên mình ha, thì mình liên hệ vào Facebook ha. Và đây, nó đã hết 1 phút rồi và nó sẽ tự động nó tắt. Rồi, đúng chính xác về cái thông tin của hẹn giờ luôn ha. Đấy, và nó sẽ 30 phút sau nó sẽ bật lại. Đó là cứ lặp lại chu kỳ, hoặc là mình sẽ thiết lập theo một tuần đó chạy bao nhiêu cũng được luôn. Đấy. Đó. Mình vừa giới thiệu mọi người về bộ điều khiển sản phẩm thông minh cho trên cái ao nuôi của mình. Rồi mọi người có thêm thông tin hoặc là muốn biết về thêm cái bộ sản phẩm này, cứ liên hệ trực tiếp số hotline bên dưới ha, 0899 19700. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.